Cười được chứ. Đời lắm lúc đâu có ngờ, đời lắm lúc không là giấc mơ. Người sống giết quen nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quen hững hờ, tình có lúc không là ý thơ. Này những trái tim lấp lờ, còn chi mà đến đó. Này cô em kia, ô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoay đám lá úa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không ngừng ngờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này em ơi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi trao về em. Một tình yêu như màu xanh, xanh mãi mãi. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi đợi mãi một tình yêu. Yêu như hơi thở, yêu trong mong chờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này em ơi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi không hề phai. Một tình yêu như lời ca vang mãi, vang mãi trong ta. Phố đông người, còn say nghe thật vui. Phố đông người, một dòng tóc ngắn nghênh nghênh trên đường. Trẻ trung giang hồn nhiên giữa phố phường, lướt đi rất nhẹ nhàng. Nhanh 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 bay trên con đường hồng. Nụ cười tóc ngắn sang bừng đêm xuân. Kìa mình em, để tóc ngắn dễ thương. Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời. Tóc ngắn vì em vẫn thích mình. Xinh tươi có gì em tóc dài, để cho em giống như bao nhiêu người. Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền. Tóc ngắn chạy xe trên phố như chim bay thấy mùa xuân rất vội. Em muốn hát, muốn reo lên, muốn cười. Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời. Tóc ngắn vì em vẫn thích mình. Xinh tươi có gì em tóc dài, để cho em giống như bao nhiêu người. Tóc ngắn. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Thật sự là cảm xúc của Khánh bây giờ không biết phải nói cái gì luôn. Thôi đó. Trời ơi. Đây 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 đây. Nè 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 nè. Ở đây là tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời. Còn đây là tóc ngắn dáng thật to. Thấy sợ nha. Rất đáng sợ nhưng mà cũng rất là dễ thương. Và Khánh tin chắc là ngay ngay lúc này đây thì nữ giám khảo Mỹ Linh của chúng ta sẽ chia sẻ cảm xúc đầu tiên đúng không ạ? Chả biết hay giám khảo bên cạnh tôi thấy thế nào chứ tôi thấy giống mà không hề dễ đâu. Tại vì nó hay không đơn có giản, không có gì để diễn. Đúng rồi. Nên là lại rất là khó. Và chị thấy rằng là Hải Đăng Du đúng là trở lại lợi hại hơn đấy. Đúng không? Lúc đầu mình không đánh giá cao Hải Đăng Du lắm ở những số đầu đúng không? Dạ chị thôi chứ không phải em nha. Cái gì vậy? Em ơi, vừa mới nói nhau thế xong mà bây giờ là phản bội luôn. Em ơi ghê quá. Nhưng mà em, đấy là những cái số xưa cũ rồi em ạ. Còn từ khi em trở lại, bắt đầu từ cái tuần trước em nhất tuần, thì đến tuần này là bọn chị càng ngày càng ngạc nhiên. Nhưng mà cũng chả phải riêng em đâu, mọi người đều là tiến nhá. Dạ đúng rồi. Ai cũng giỏi hơn. Nên là đúng là gương mặt thân quen giống như cái nơi để tôi luyện ấy.
Dạ đúng rồi. Bởi vì mỗi tuần mình phải đóng giả một người, mỗi tuần mình học một thể loại nhạc mới, mỗi tuần mình lại phải diễn một cái phong cách mới, thì chả hóa ra là mình cũng được học miễn phí bao nhiêu thứ chứ. Dạ. Chẳng hạn như là so với cái tuần mà em làm Bích Phương á, thì cái tuần này em đã uyển chuyển hơn rất là nhiều, em mềm, em mượt hơn rất là nhiều, nhìn thấy cưng lắm rồi đó. Không phải, tại vì Bích Phương rất là nữ tính, còn chị không nữ tính lắm, đâm ra giả chị dễ hơn. À thế là Mỹ Linh nam tính à? Mỹ Linh không hề nữ tính trên sân khấu. Thế thì quá sao, đúng sao? Rồi, đầy một cái chất nam tính. Thì đấy thì đang nói về đúng cái vấn đề đó. Rồi, thế là mỗi nghệ sĩ có một cái khó, nhưng mà chị Mỹ Linh cái mà khó nhất chính là làm sao để mà hát hay được như chị Mỹ Linh thì mới là vấn đề khó nhất ạ. Nhưng hôm nay em hát không hề là không hay đâu. Chị thấy là giọng nam mà em giả như vậy là chị thấy rất là khen rồi. Cảm ơn chị ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Em đã từng hóa thân thành chị Mỹ Linh để rồi em nhận một cái danh hiệu là Mỹ Linh xấu nhất Việt Nam đó. Thì em nghĩ ủa, Hải Đăng nó còn bự con hơn em nữa, mà nó làm chị Linh rồi nó còn cỡ nào nữa. Nhưng mà ra nghe anh nói về cái gương mặt, là cái gương mặt em đẹp và có nét giống chị Linh nha. Giống. Bởi vì cái gương môi, mặt bằng thon, môi tèo 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 á, giống. Vẽ cái môi to to, tròn tròn, dày dày á, cho nên là em thấy về cái gương mặt là bạn ấy giống nha. Giống và đẹp hơn em ngày xưa rất nhiều. Dĩ nhiên là về cái bóc dáng thì bây giờ làm sao mà bắt em teo cho bằng được chị Linh, đúng không? Vấn đề là em vẫn to như thế, vậy mà em nó làm rất khéo chị. Tức là khi cái cách em nhảy á, nó đúng như cái cách nhảy của chị của 1900 hồi đó. Thôi tôi là này, khi mà Mỹ Linh là ra sân khấu là nổi tiếng là vụng về, mà chân chiếc là lung ta lung tung và không phải là người nhảy giỏi và không khéo. Dạ. Về hình thể á, nên bạn bắt được đúng cái đó luôn. Và để bắt được cái tinh thần đó, bắt được cái tinh thần mà nhảy như không nhảy của chị Linh đó em. Nhìn rất là kỳ quặc á. Là điều không dễ. Và chú ý cái khuôn miệng của em, em bắt chước rất là giống, bởi vì khuôn miệng chị Linh hát á rất là tròn trịa, rất là to đó. Cái này là chị làm hơi lố bản thân chị tí. Chứ lúc chị hát chị đẹp hơn như vậy. Thì Đăng cũng bắt chước được như vậy. Đăng cũng cố gắng đưa cái khuôn miệng cho nó tròn và nó có độ rung khi em hát những cái từ cuối cùng đó. Cho nên với anh đây là một tiết mục dễ thương và đáng yêu, cũng như là em đã bắt chước được tương đối giống với chị Mỹ Linh trong cái phần thể hiện của mình. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời. Dạ chị Ánh. Em thấy là chị cứ tủm tỉm cười từ đầu tới cuối thôi, thì không biết là cái cảm xúc của chị như thế nào. Đi xem tiết mục này thì tôi khẳng định là mình trẻ lại à. Không có đau đầu nữa. Một cái tiết mục rất là dễ thương. Duy chỉ có mình thấy nó có cái gì đó hơi sai ở cái câu này là tóc ngắn thì đúng rồi đó, mắt bồ câu sáng ngời, nhưng mà mắt của Đăng hình như là mắt hơi diều hâu lờ đờ chút xíu phải. Cái đó là bắt chước chị Linh. Không. Chị Linh ra hát là mắt chị Linh cũng liêm diêm thế này. Không, chỉ liêm diêm là bởi vì mắt chị nó to, đúng không? Mắt mình nó hơi có đuôi mà mình liêm diêm là coi như mình thấy thành mắt diều hâu luôn. Cái đấy là cái mà quan ngại nhất, bởi vì nếu mà em nhìn thẳng chắc chắn mắt em sẽ híp, nên là em phải cố nhìn lên trên để to ra một chút để cho giống chị Linh hơn. Nên em hát em toàn nhìn lên trên trần. Nhưng mà công nhận là đây là một cái tiết mục mà mang đến cho người xem một cái năng lượng rất là vui vẻ. Cái gương mặt của bạn rất là xinh đó. Chúc mừng bạn em, gương mặt đẹp. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều, rất tuyệt vời ạ. Cảm ơn Hải Đăng Đu rất nhiều nha. Xin mời chị Mỹ Linh về chỗ. Chị đi nhẹ nhẹ thôi chị Linh ơi. Dạ.